Xin chúc mừng cho bạn may mắn này nha, thì bạn này có thể là kiểm tra hộp thư của mình đi nha. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Thỏ Suy TV đây. Hôm nay mình sẽ cosplay thành cái cục Takoyaki để mà leo tháp. Và mình sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện đúng drama luôn mà mình đã từng trải qua luôn á mọi người. À và nếu như mà bạn nào mà muốn có bộ đồ Takoyaki thì các bạn có thể mua nè. Giá của cái bộ đồ này là chỉ có 5.000 tiền sao thôi. Còn nếu như mà các bạn có nhiều kim cương thì các bạn có thể là mua cái gói 120 kim cương. Gói này thì các bạn sẽ được một bộ đồ và được một chiếc xe có thể chở được 6 người. Nhưng mà cái tốc độ của nó hơi chậm nha. À mà nếu như mà bạn nào muốn tham gia event thì các bạn có thể là like video này, comment tên nhân vật của các bạn ở phía dưới và nhớ là chọn một trong những món quà này nè. Mình sẽ quay random comment, nếu như mà bạn nào trúng thì mình sẽ tặng trong clip sau nha. Ok, let's go. Thì câu chuyện đầu tiên là mình nhớ là mình học cái năm cấp 2 mọi người. Mình nhớ là cái năm đó hình như là năm mình lớp 9 hay sao ấy. Rồi mình cũng có chơi thân với một vài người và cũng có một nhóm bạn mà mình mới vừa quen biết thôi. Cái câu chuyện đầu tiên là cái lúc đó là mình đang học thể dục và kiểu như là mình đi học sớm quá. Mình với lại những người bạn chơi thân và những người bạn mà mình mới biết có ghé vào cái quán nước. Thì lúc đó thì mình thấy mọi người đang trò chuyện rất là vui vẻ luôn. Xong rồi có một bạn mà mình mới vừa biết thì bạn đó cứ nhìn mình chằm chằm. Mình không biết là kiểu, không biết là mình có gây lỗi hay là gây phiền phức gì cho bạn đó hay không nữa. Nhưng mà lúc đó thì mình chỉ có ngồi mình nhìn mấy bạn nói chuyện vui vẻ thôi, chứ mình cũng đâu có làm cái gì mà gây lỗi với ai đâu. Mà bạn đó cứ nhìn mình chằm chằm luôn. Rồi thì sau này thì cái bạn mà thân với mình đó thì bạn đó mới kể là cái bạn đó đó là đang nhìn đôi giày của mình chậm chậm gì á, là để coi là đôi giày đó là hàng fake hay là hàng real. Thánh thần trời ơi, lúc đó là mình còn rất là nhỏ xíu luôn, làm gì mà có đủ tiền mà mua hàng real. Với lại là đôi giày đó là đôi giày mà ba mình mua ở trong cái cửa hàng mà giày cho học sinh đó mọi người. Với lại là mình học thể dục nữa thì cần gì mà fake hay là real, có giày men là ok lắm rồi đó. Trời ơi, mình không ngờ là bạn đó kiểu giống như là phân biệt như vậy luôn á. Thì mình nghĩ đơn giản thôi là chỉ cần có giày đi học thôi là ok rồi, cần gì mà mình phải mua đôi giày mắc tiền để mà mình đi học, đúng không? Mình cũng có thể là tiết kiệm được một chi phí để mà đi học đó nè. Rồi cái đó chỉ là mới là bắt đầu của câu chuyện mà chia phe thôi nha. Xong rồi học cũng được một thời gian dài rồi đó mọi người. Thì mình nhớ là lúc đó hình như là cái bạn mà mình chơi thân với lại là cái bạn mà mình mới biết á, thì chia phe với nhau để mà nói xấu lẫn lộn với nhau. Nói chung là hai phe đó mọi người. Mà hai phe đó thì nói xấu qua nói xấu lại. Nhưng mà đặc biệt là mình không có bị dính chỗ nha. Trời, lúc đó kiểu giống như là tôi rất là miệng khô luôn mọi người, nên là tôi không có dám nói xấu hay là làm điều gì mà có lỗi với mọi người hết. Xong rồi á thì mình nhớ có một đợt sinh nhật của một bạn ở trong cái lớp của mình á. Thì cái sinh nhật bạn đó thì bạn đó lại không có mời những cái người bạn mà mình chơi thân. Tại vì á là cái bạn sinh nhật trong lớp của mình á thì bạn đó cũng nói chung là nói xấu những cái người bạn mà mình chơi thân. Ê mà nhờ sinh nhật của cái bạn đó đó là tôi chụp hình đứng chung với cà rốt luôn á mọi người. Trời ơi, mắc cỡ dễ sợ. Trời ơi, tôi đứng chụp hình mà tôi cười tủm tỉm trong hạnh phúc á. Mặc dù là không đến được với nhau nhưng mà chụp chung trời ơi, kiểu hơi bị hạnh phúc luôn á. Giống như là chụp chung với idol vậy đó. Rồi xong cái buổi sinh nhật đó đó là tới ngày hôm sau. Thì mọi người nói chung là tày quầy thè lè thừ lừ luôn, là nói xấu qua lẫn lộn luôn. Xong rồi á mọi người biết sao không? Tại vì á là mình rất là kiểu như là đoàn kết hay sao ta, mình không biết là gọi từ gì nữa. Nhưng mà mình thấy bạn, những người bạn mà mình chơi thân á bị nói xấu như vậy á thì mình cũng tức giùm. Cho nên á là mình kiểu như là mình ra mình bênh vẽ mọi người. Lúc đó thì mọi người phân biệt đồ fake, đồ real. Tại vì mình nhớ là cái năm 2019 là cái năm đó là nổi cái về cái local brand á. Không biết là những bạn coi clip này có biết là những về những cái local brand không ha? Tại vì cái thời đó là cái thời rất là hoàng kim về local brand luôn á. Lúc đó là mình không có biết về cái gì local brand hết. Mình nghe mọi người đồn đoán về giá cả, về xăng sale, nói chung là lúc đó mình lúa lắm luôn á mọi người. Mình nghe mọi người nói mà mình không hiểu cái gì hết trơn á. Ê, để tôi kể tiếp cái vụ hồi nãy nha. Thì kiểu sáng hôm sau của ngày sinh nhật á thì mọi người nói xấu qua lại luôn.
cái mình thấy vậy á, mình tức giùm cho những cái bạn mà chơi thân với mình á. Tại vì mấy người đó nói á là nói chung là kiểu giống như là sao ta, khinh thường hay sao á, phân biệt giữa fake và real, kiểu giống như là phân biệt giàu nghèo vậy á. Xong rồi lúc đó tôi tức quá, cái tôi binh giùm cho những người bạn mà mình chơi thân á. Cái tôi đăng story trên Facebook, tôi nói là cái áo đó quá trời mắc tiền rồi, ở đây chắc không mua được. Thì lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản là chỉ có cái áo thôi mà. Thì kiểu giống như là do lựa chọn của mọi người, nếu như mà cái áo đó mắc tiền mà mọi người thích thì mọi người có thể mua. Kiểu sao ta, giống như là cái sự lựa chọn, cái đó là lựa chọn của mọi người. Mọi người thích cái gì thì mọi người mua cái đó thôi, miễn sao mà người ta cảm thấy vui, hạnh phúc vì cái sự lựa chọn của người ta là được rồi, đúng không? Còn đằng này á thì bạn đó là kiểu giống như là phân biệt giàu nghèo vậy á, trời ơi mệt hết sức. Xong rồi á, cái bạn mà phân biệt giàu nghèo thì cái bạn đó đá xéo mình lại, nói là vậy thì mỗi ngày mua một cái đi, tới đây là thấy có điểm rồi đó. Xong rồi á, cái mình cũng đá xéo qua đá xéo lại, nói chung á là có thể là chửi mình hoặc là làm bất cứ thứ gì cũng được, nhưng mà đừng có lôi tới gia đình. Cái bạn đó tự nhiên đang chửi ngon lành đúng không, cái bạn đó bạn lôi gia đình mình vô nè, bạn nói ba mình nó không biết dạy mình, rồi nói chung là đủ điều hết trơn luôn á. Rồi xong thì mình thấy vậy á, mình cũng đăng tweet đá xéo lại, mình nói á là chơi cãi lộn á mà chơi mà lôi gia đình á là con nít. Đánh thằng cái cầm nín luôn, không dám đăng story đá xéo lại nữa. Mình nói thiệt á, nếu mà chơi công bằng á thì đừng có lôi gia đình vào. Tự nhiên á, đang chửi á thì tự nhiên lôi gia đình của mình vô làm chi, đúng không? Ê mà mình nhớ là cái năm lớp 9 á là kiểu giống như là bạo lực học đường rất là nhiều luôn nha. Để trong clip sau mình sẽ kể cho mọi người. Bây giờ là mình sẽ kể về những cái vụ việc về mình trước nha. Nhưng mà hơn lúc đó là chửi giống như là chỉ có đá xéo qua story thôi nha, chứ chưa hề là đánh lộn hay là bạo lực học đường gì hết luôn. Ê mà lúc đó mình cũng hơi rén nha mọi người, kiểu như là mình sợ người ta hẹn ra đánh lộn lắm luôn á. Tại vì lúc đó là mình chỉ có một thân một mình thôi à. Còn á, cái bạn mà phân biệt giàu nghèo á thì bạn đó kiểu như là quen rất là nhiều người, nói chung là những cái người mà có thể là bảo kê được cho bạn đó. Thì nói chung là lúc đó mình rất là sợ bị, gọi là sao ta, bị hội đồng á, trời đất ơi. Nói chung là solo á thì mình không sợ, nhưng mà mình sợ hội đồng nha. Hội đồng đánh hơi bị đau luôn á, tại vì là mình chứng kiến được rất là nhiều vụ mà bị hội đồng rồi đó. Kiểu giống như là nguyên một đám xúm lại đánh một đứa, nói chung là rất là đau đớn luôn mọi người. Nhưng mà hơn lúc đó làm sao á, nó không có dụ mình ra để mà solo hay đánh gì hết trơn nha. Lúc đó kiểu giống như là đá xéo qua lại thôi. Với lại là mọi người biết gì không, tại vì á, năm đó là năm cuối cấp, là năm lớp 9 là cuối cấp 2 rồi và chuẩn bị lên cấp 3. Thì mình muốn cho cái kiểu giống như là sổ học bạ hay sao ta, nói chung là cái học bạ của mình á, cho nó đẹp á. Cho nên là mình quyết định là mình không có đánh lộn hay gì hết. Ê mà nhờ vậy á mà kiểu như là mình rút ra được một bài học á, là mình cần phải có một sự bình tĩnh, một sự chín chắn và biết suy nghĩ về tương lai. Nhờ vậy á mà cái học bạ của mình rất là tươi đẹp luôn, nó không có bị hạnh kiểm xấu nha. Ơi, xong rồi tới đây tôi kể tiếp cho mọi người nghe. Lại cái bạn mà cùng lớp với tôi á, tổ chức sinh nhật á, thì cái bạn đó với lại cái bạn phân biệt giàu nghèo á, là hai đứa đó là chơi thân với nhau. Nhưng mà cái bạn mà tổ chức sinh nhật á, thì cái bạn đó thiếu tôi 200k, đòi hoài không trả luôn nha. Xong rồi lúc đó tôi định buông xuôi rồi đó. Xong rồi những cái người bạn mà chơi thân với tôi á, là kêu là ráng đòi lại đi, đòi lại để mà mình có được một chầu lẩu. Thay vì mình bỏ 200k đó thì mình có thể là mua được một chầu lẩu ăn, đúng không? Đó, nên tôi quyết định là tôi đi đòi mọi người. Trời ơi, đòi muốn sạch keo, muốn cứng đơ luôn mới trả lại được á. Trời ơi, giàu gì đâu mà thiếu nợ người ta vậy trời, không hiểu luôn á. Ê mà lúc đó tôi cũng săn si lắm nha, cái tôi cũng mua đồ local brand á. Mỗi tuần hoặc là mỗi ngày tôi mặc một cái mới để cho kiểu như là dằn mặt những cái bạn mà phân biệt giàu nghèo tôi vậy á. Trời ơi, nói chung là ai cũng có thể mua được thôi, nhưng mà cái sự lựa chọn của mỗi người á thì tùy vào sở thích của mọi người nữa. Nếu như mọi người thích thì mọi người có thể mua, còn không thích thì thôi. Trời ơi, cần gì mà phải phân biệt giàu nghèo, phân biệt fake real. Lỡ như mà kinh tế người ta không có đủ để mua real thì người ta mua fake, mua hàng Quảng Châu người ta mặc. Kiểu như là người ta có đồ người ta mặc, người ta xài thì kệ người ta, nói chung là đừng có quan tâm người ta, đúng không? Kiểu giống như là mình sống chính bản thân của mình lo được cho bản thân của mình thì ok rồi, cần chỉ mà quan tâm người ta làm chi, đúng không?
Ê mà trong clip sau á là tôi sẽ kể về những cái vụ mà bạo lực học đường mà tôi chứng kiến được cho mọi người nghe nha. Trời ơi, gây cắn lắm luôn á nha. Ok, thì cuối cùng á thì mình cũng đã đạt được 1.100 điểm trong leo tháp vô cực rồi nè. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình nha. Các bạn có thể là đăng ký kênh của mình ở góc phía bên phải. Sau đó các bạn chỉnh chuông cho tất cả các video. Và nhớ là like video của kênh mình đó nha. Cảm ơn mọi người.